Hello tất cả anh chị các bạn. Hello mọi người, xin chào mọi người. Good morning. Hôm nay sáng thứ bảy mọi người. Mà bây giờ mình đang ở đây trong cái parking lot của văn phòng Professional Land Corporation. Và đây là một công ty Mỹ đã trong cái ngành mua bán đất này hơn 40 năm rồi, 40 mấy năm kinh nghiệm. Mà họ chỉ chuyên về bán đất thôi nha các bạn. Coi như là trong bất động sản thì nó có nhiều mô hình đúng không? Như chúng ta biết có nhà, có commercial, rồi cũng có đất đai. Thì riêng cho cái mảng đất thì mình có hợp tác với công ty này để mà bán những cái sản phẩm đất của họ tới những cái anh chị, quý vị, cả các bạn ở trong cái cộng đồng người Việt mình, cho những ai mà có hứng thú về đầu tư đất. Sáng hôm nay mình lại đây để chốt với chị một cái miếng đất rất là đẹp các bạn, rất là tiềm năng, nằm ở thành phố Adelanto, một trong bốn cái thành phố, cái khu vực đô thị mới Victor Valley. Và cái miếng đất này giá hôm nay mình chốt với anh chị là 130 ngàn. Cho một miếng đất rộng trên, hình như là theo mình nhớ là 2.3, 2.31 acre gì đó, là 2.3 mẫu đất. Một mẫu đất Mỹ thì tương đương với 43.560 square feet nha các bạn. Thì cái miếng đất này nó nằm khá là gần vô cái trung tâm của thành phố Atlanta, và xung quanh đã có nhà cửa mọc lên khá là nhiều rồi các bạn, bắt đầu mọc lên khá nhiều rồi. Nên là bây giờ sẵn lại đây chốt, quay cho các bạn coi cái văn phòng, để mà những anh chị các bạn nào vẫn thắc mắc. Đây là cái building văn phòng của họ đây các bạn. Đó, cái building đó. Building này là của cái hai cái ông chủ của công ty đất này, là hai ông chủ này người Do Thái các bạn. Ông mới mua bán đất từ những năm 17, 18 tuổi rồi. Giàu lắm các bạn ơi, họ sở hữu nguyên cái building này. Thì nguyên một cái property commercial này ở đây là của họ sở hữu. Nguyên cái building các bạn lên tới đây là các bạn sẽ thấy ngay ở ngoài đây nè. Nguyên một cái bảng Professional Land Corps Land Plaza ở 23201 Mill Creek nha các bạn. Professional Land Corporation, nguyên cái building này đây. Rồi, thì mình ở đây hôm nay hẳn muốn quay cho các bạn coi luôn, để các bạn biết cái building này như thế nào, biết công ty ở đâu ra làm sao, để mà mọi người không có lo lắng nữa. Tại vì trước bán nhiều anh chị cứ hỏi, rồi mình cứ kêu anh chị lên Google đi, thôi lẽ anh chị chạy lên thử sẵn, hôm nay lên đây quay cho mọi người coi nha. Bây giờ mình sẽ đi lên lầu, bắt đầu đi vô. Thường là khi các bạn đến building này, các bạn sẽ vô cổng này đó, thì vô cái cửa kiến này. Mình sẽ đi lên lầu để mà lên văn phòng và giúp anh chị ký cái hợp đồng để chốt deal cái miếng đất này ngày hôm nay nha các bạn. Anh chị rất là dễ thương, Đây, mình vô trong cái cầu thang này nha. Rồi, sau đó các bạn nhấn lầu 3. Lên lầu 3, tại vì cái office building của họ rất là to. Cái office building của họ rất là to các bạn. Cho nên là họ cũng cho rất là nhiều người mướn. Thì cái văn phòng của công ty ra ở lầu 3 là cái lớn nhất. Là lên một cái các bạn thấy ngay cái bảng Professional Land Corp, cái tên ngay trước mặt khi mà cầu thang mở ra như thế này. Đúng cái tầng của văn phòng chính đây các bạn coi. Đó, một cái nhìn ra thấy nguyên một cái giống một Professional Land Corporation liền, rất là to nha các bạn. Rồi quẹo trái đây mọi người, đây là văn phòng chính của công ty đó. Nhiều khi mấy anh chị khách hay mua rồi cứ hỏi ồ văn phòng của Professional Land Corporation là ở đâu, không biết toàn đây gặp nha, văn phòng gì hình gần hơn không à. Thì đây là văn phòng của công ty, hôm nay sẵn anh chị ghé đây quay cho mọi người coi để biết văn phòng chính của công ty. Anh có đọc cái tin chưa? Cái tin mới tụi nó nói là chuẩn bị mướn 11.000 cho. Đúng rồi, chính xác. Rồi hồi bữa giờ tụi nó đăng dữ lắm, là em đọc mấy cái news của tụi ABC với Fox đồ, nó đăng đúng rồi. Là City nó đang hiring rồi đó. So cái này đó má, là cái khu này đó là một cái khu mới, nó giống như ở bên Việt Nam mình đó, những người ta mua đất ở trong thành phố nó rất là mắc rồi. Thì người ta mua thì người ta hay ra những cái khu ngoài như là Long Thành, Nhân Trạch này nọ. Thì ở đây cái mua đất đầu tư cũng vậy. Trong đây đất nó mắc quá thì đi ra những cái khu đô thị mới. Cái khu này nó cách ở trong khu Phú Lộc Thọ mình chừng 1.5 tiếng lái xe. Thì ở ngoài đất nó còn rẻ, nhưng mà nó là khu đô thị mới thì nó có rất là nhiều cái dự án lớn của chính phủ mà, hiểu không? Và một trong những cái dự án lớn của chính phủ là cái dự án cái xe lửa cao tốc này nè. Thì nó đang tính là nó sẽ xây cái dự án cơ sở cao tốc này, khi mà hoàn thành đó là nó sẽ dẫn mình từ Cali đi qua tới Las Vegas. Thay vì bây giờ người ta chạy xe chừng 4 tiếng đồng hồ, thì khi mà má đi cái xe lửa này chỉ chừng có 1.5 tiếng thôi, hoặc là ngắn hơn, là má sẽ tới Las Vegas. Đó, tàu lửa cao tốc này đó. Là bây giờ chính phủ nó đã mua đất xong hết rồi. Và tháng vừa rồi thì nó đăng lên là
thành phố nó cũng đang tuyển người, nó chuẩn bị tuyển 11.000 người. 11.000 có nghĩa là nó sẽ cung cấp được rất là nhiều việc làm cho cái khu này. Thì khi nó cung cấp được việc làm thì người ta sẽ về đây ở. Người ta về đây ở thì cái khu này càng đông đúc lên thì hy vọng là cái giá đất ở đây sẽ tăng lên. Tại đương nhiên nhà cửa sẽ mọc nhiều hơn, má hiểu không? Thì đó, ý là con giải thích cho má hiểu. Vậy là bây giờ mình đang coi về cái dự án, cái dự án xe lửa này đó. Bên Nhật đồ này nọ, bữa con đi là thật ra những nước châu Á mình đã có những cái tàu lửa này rất là nhiều rồi. Nhưng mà Mỹ mình thì tùy thành phố, nhưng mà ở Cali mình thì người ta lại ít xài những cái này. Nhưng mà mình hơi bị lag sau người ta tí xíu. Nhưng mà bây giờ Mỹ mình là chuẩn bị xây cái hệ thống xe lửa cao tốc này rồi. Là coi như mà nó mà xây xong là mốt mình đi Vegas là mình đón cái èo 1 tiếng rưỡi. Nhà anh gọn lẹ đúng, khỏi lái xe, cứ ra đón đi Hà Rầm, trời bà cô Cali chắc lúc đó còn đi ác nữa. Còn qua bển đổ tiền ác nữa, bình thường là đã đi Hà Rầm rồi. Đi hoài luôn, bạn em tối ngày đi với nhá. Hả? Nó nói xuống bây giờ nó expand ra là tới Rancho rồi. Thì nếu mà nó xây tới Rancho mà mọi thứ good, có thể nó nói thêm khúc xuống tới đây nữa. Tại nó chỉ đơn giản nó xây thêm chạm thôi. So các bạn, để mình show cho các bạn coi, đây là cái phòng conference. Và có những cái hình ảnh, đây những cái hình ảnh như thế này nè. Là hai, tại sao hai tấm hình là show cho mọi người thấy là ở những cái khu vực như là những cái thành phố Anaheim nè, Westchester, là cái này là LA nè các bạn, trung tâm LA. Rồi những cái thành phố như Anaheim này nọ, một hình là của những cái năm hồi xưa và một hình là của những cái năm bây giờ, để các bạn thấy là cái sự phát triển qua thời gian của những cái thành phố nó đã mọc lên, nó đã phát triển nhiều đến như thế nào. Mà tại chính vì vậy, cái sự phát triển như vậy mà những người ta mua đất hồi xưa, các bạn biết không? Đây, một trong những tấm hình để mình cho các bạn coi, đây là những cái miếng đất của công ty bán ở ngoài cái khu vực Victor Valley ở ngoài ha. Nhưng mà thí dụ như đây là mình nhớ có một tấm hình của thành phố Anaheim các bạn, Anaheim. Như tấm này là thành phố Covina, West Covina. Các bạn thấy không? Hồi xưa đó, năm 1945, chỉ toàn là... Cái này là năm 45, là ngay sau Thế chiến thứ 2 nè, năm kết thúc Thế chiến thứ 2. Các bạn thấy không? Toàn là đất, cây không thôi. Cái này là West Covina, là khá xa nha, không phải trung tâm đây nữa. Mà bây giờ các bạn biết West Covina như thế nào rồi. Cái này là chụp là năm... cái này là không phải gần đây nha, cái này là năm 55, có nghĩa là trong vòng chỉ 10 năm thôi. Mà cái sự thay đổi các bạn thấy không? Từ cây không như vậy mà nó lên bây giờ nhà như vậy. Nhà không là nhà như vậy. Rồi cái freeway đúng là freeway. Bạn thấy không? Và thành phố Anaheim, các bạn thấy không? Đây, cái này là cái mình vẫn muốn show mọi người đây. Đây là hình của thành phố Anaheim vào ngày 4 tháng 7 năm 1954. Và đây là khu vực của thành, là khu vực Disneyland này các bạn. Disneyland right here. Cái freeway số 5 nè. Freeway 5 nè các bạn. Ha. Các bạn thấy không? Năm 54. Đó, cây, đất cây không vậy đó, freeway thôi, cây không vậy đó. Nhiều người khi mua đất, đất cứ nhìn chán quá đúng không? Bởi vậy nó mới rẻ các bạn, tiền nào cũng lấy. Mà chỉ 11 năm sau là năm 65, ngày 11 tháng 8 năm 65 là Disneyland đã mọc lên rồi các bạn. Đây, cũng còn cái freeway đó, freeway 5, đây, right here. Mà nguyên một cái miếng đất này đã quy hoạch rồi thành Disneyland và đã được quy hoạch rất là nhiều. Và các bạn nhìn đi, từ cây cỏ ở đây nè, bây giờ biến thành nhà, cửa hết rồi. Thì các bạn thấy khi mà những cái dự án như vậy lên thì đương nhiên những cái người mà mua và đầu tư đất và họ đã chịu chấp nhận đầu tư và take risk thì đương nhiên họ sẽ nhận được lại cái những cái lợi nhuận, những cái đất mình nó tăng giá rất nhiều. Đây, còn đây là cái mà mình vẫn hay dùng để mà tư vấn khách khi khách lên tận tới đây thì nó sẽ rất là rõ. Thì đây là cái bản đồ của gần như là cái bản đồ mà nó tập trung vào cái khu vực ở những cái khu mà đầu tư đất ở ngoài thôi. Ví dụ như cái khúc này là về của khu Victorville nè, là mình Victor Valley mình bán nhiều ở đây nè. Bên đây là khu Lancaster, các bạn thấy không? Và cái bản đồ này là bản đồ zoning, có nghĩa là những cái ô màu đỏ hay màu vàng này đó, nó đều có ý nghĩa, màu cam này nó đều có ý nghĩa của nó hết các bạn. Và đây anh chị đã mua năm ngoái cũng cùng thời điểm này luôn, cùng tháng này anh chị mua một miếng, mua một miếng cũng ở thành phố Adelanto mà chỉ bằng nửa giá miếng hôm nay thôi, không ngon bằng, tại miếng kia xa hơn. Nhưng mà chị rất là biết lựa, chị chỉ lựa đất vô tới thành phố rồi thôi, còn nhận chị cũng biết ghê vậy đó.
đất, tại vì khi mà county nó phát xuống thành phố rồi thì có nghĩa là thành phố thường nó sẽ tập trung phát triển lẹ hơn là county. Thì cái miếng của chị mua hồi năm trước là nó vừa, nó nằm ngay giáp ranh cái borderline của thằng thành phố và thằng county các bạn, mà nó vừa bàn giao qua thằng thành phố đó. Còn cái miếng kỳ này chị mua là nó đã nằm sâu trong thành phố rồi thì giá nó lên gấp đôi, nhưng mà xung quanh thì nhà cửa đã mọc lên rất là nhiều. Mọi người quyết định mua thì văn phòng sẽ soạn ra những cái hợp đồng như thế này và mình sẽ lên đây để gặp ông Sony để mà ký những cái hợp đồng mua bán cần thiết các bạn. Sau khi ký hết rồi thì các bạn chỉ cần trả cái tiền closing cost là cái tiền escrow y chang như mình mua nhà thôi. Mua nhà xem tiền phải có closing cost đúng không, và văn phòng sẽ check care tất cả đến ngày mà cái giấy chủ quyền gửi về nhà cho mình thôi từ county. Yeah, ok, các bạn lên các bạn chỉ cần đem ID thôi, tất cả cần là ID để mà điền cái thông tin của cái người chủ sở hữu. Tại mình muốn thâu tên trên cái chủ quyền như thế nào thì phải làm cho nó đúng với cái ID chứ không thổi lộn. Anh chị quyết định đi với chương trình hỗ trợ trả góp của công ty, tại vì mọi người có thể trả hết, nếu có tiền có thể trả hết một lần, còn nếu không công ty cũng có chương trình hỗ trợ trả góp rất là dễ dàng cho người muốn đầu tư mua đất công ty. Tại vì khi mua đất ở Mỹ đó các bạn, rất là khó mượn tiền nha, không phải như nhà. Nhà là khó rồi, còn đất là còn khó ác hơn nữa. Bởi vì đối với nhà băng bình thường đó, đất là cái rủi ro nhất đối với họ, nên nhà băng nó sẽ rất là làm khó các bạn trong vấn đề cho mượn tiền mua đất. Ít nhất các bạn phải đau, nếu có nhà băng cho mượn nha, nếu mà họ cho mượn thì ít nhất các bạn phải đau là 50%. Và phần còn lại họ cho bạn mượn thì cái tiền lời sẽ rất là cao, lên tới mười mấy phần trăm luôn các bạn. Còn công ty là có chương trình trả góp và cái tiền lời sẽ rất là rẻ so với ở ngoài. Và cái đó là bao cho bạn đi hỏi thoải mái luôn, thoải mái hỏi. Tại vì họ biết là cái tiền lời mình thấp nhất, cho nên là các bạn có thể pay off bất cứ lúc nào luôn. Thí dụ như hôm nay các bạn finance công ty, ngày mai các bạn ra các bạn kiếm được một cái nhà băng mà cho các bạn mượn rẻ hơn, và tiền lời của công ty là 7.5%, mượn rẻ hơn, các bạn có thể đi qua nhà băng đó mượn và đem tiền trả off công ty mà không bị phạt bất cứ một đồng nào nha. Bởi vì họ tự tin là cái tiền lời của họ thấp nhất. Và anh chị quyết định đi với cái chương trình trả góp của công ty thì cho các bạn trả góp trong vòng 7 năm. Anh chị sẽ đào 35% giá trị miếng đất và còn lại sẽ trả góp trong vòng 7 năm. Với tiền lời là 7.5% năm nha các bạn. Thì đó, chỉ cần đem thêm cái check là cái tiền down payment là 35%. Và sau đó có thêm cái tiền closing cost thì nó tùy miếng đất giá trị bao nhiêu. Nhưng mà trong miếng đất chừng 100 mấy ngàn như vậy, vài chục đến trăm mấy ngàn, thường nó sẽ chạy từ 1.000, 2.000, 3 cho đến 2.000 tiền closing cost. Là có bao luôn trong tiền escrow và tiền title insurance cho các bạn. Title insurance có nghĩa là cái bảo hiểm chủ quyền miếng đất cho các bạn, là chắc chắn đảm bảo cho bạn 100% là miếng đất đó chủ quyền là sạch sẽ, hoàn toàn không có kiện tụng, không có dính tranh chấp gì cả. Còn nếu dính, bảo hiểm đền cho các bạn. Em có một commercial trên cái dụng này đó. Em giá commercial nhiều lắm, để giờ em gửi cho. Nhưng mà chị muốn em gửi chừng bao nhiêu tiền đổ lại commercial thì đương nhiên là mắc hơn mấy này commercial. So she was asking me to send her some commercial pieces to look at. I'm asking her what's your limit because commercial is like one of the most expensive pieces we have. 110, 115, chừng trăm mấy thôi đúng không? Trăm mấy. Vậy sao gửi chừng 200 đổ lại nữa hả? Đúng rồi. Tại có mấy, ổng có mấy miếng mà em rất là thích nhưng mà nó lên tới 350 lần thì em cần phải biết cái túi tiền chị. Làm gì? Dạ, cái đó là commercial. Dạ, nếu mà ở trên mặt đường lớn, cái đó là chắc chắn là mặt đường lớn. Nhưng mà mặt đường lớn thì nó mắc thôi em. Ổng có mấy miếng đẹp lắm. Thì nếu mà chị hỏi em á, thì có mấy miếng mà em thích á, của ổng á, là cái miếng mà nằm trên cái mặt đường Be. Cái đường Be là nãy anh nói là cái đường chính ở đó luôn. Nếu mà cái đường Bô Xà ở khu mình vậy đó, là cái đường lớn nhất ở đó. Thì cái chị mà làm sách lá kinh doanh là phải nằm trên cái đường bự đó. Mà cái miếng đó là rất là đẹp, nó rộng 2.38 acre. Mà nó nằm gần cái góc ngã tư 2.38, mà miếng đó tới 350 lần. Nó nằm gần cái trường học Apple Valley luôn, là cái trường high school lớn nhất ở đó. Rồi chị đi bộ lên cái ngã tư trên đây là nguyên một cái shopping plaza bự, có State of Pro, shopping center, everything. Cái miếng nó đẹp lắm nhưng mà miếng nó hơi mắc. Thôi để em gửi chị mấy miếng nhỏ hơn. Miếng nhỏ. Chị muốn em gửi cả bao nhiêu đổ lại? Ví dụ. Thôi em gửi chị miếng đó luôn hả? Rồi rồi. Vậy thôi em gửi chừng miếng đó đổ lại thôi. Dạ, dạ, em gửi chị coi. Rồi ok. Rồi. Chúc mừng anh chị, chúc mừng anh, chúc mừng chị, chúc mừng bác, chúc mừng em trai. Rồi, good job bro. Good job. Chúc mừng anh. Good seeing you again. Hy vọng là mỗi năm đều gặp anh chị làm ăn phát tài. mỗi năm là thêm nhà, thêm đất, thêm cửa, cứ gặp em là thấy thêm tài sản. Rồi. Con chào bác nha. Chào mọi người. Alright, thank you. Rồi, xin chào tất cả mọi người, xin chào các bạn. Đà.
giới thiệu với bạn, đây là Tony Tapray, là manager quản lý của văn phòng Professional Land Corporation. Thì Tony hôm nay giúp mình và mọi người soạn hợp đồng. Đó, nếu các bạn là văn phòng chính để chốt thì lúc nào cũng có mạng Tony. Thật sự không phải văn phòng chính không mà mỗi lần chốt deal là có mạng Tony. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. See you guys in the next video. Nếu mọi người có câu hỏi thì có thể liên lạc cho Bình Thành. Bye mọi người.